Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hướng Phật của Đài Truyền hình Việt Today. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì Nam Minh có nhận được một số câu hỏi của quý Phật tử gần xa cũng như là khán giả của Việt Today gửi về cho chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Nam Minh xin mời quý vị cùng gặp lại với thầy Thích Từ Lực, trụ trì chùa Phổ Từ, và thầy sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, con xin chào thầy ạ. Dạ, chào cô Nam Minh và quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Today. Dạ, hôm nay thì con xin nhờ thầy giải đáp một số những câu hỏi của Phật tử. Theo thầy được biết thì gần sắp đến là ngày lễ Phật Đản, là một trong những ngày đại lễ lớn nhất của Phật giáo mình. Thì xin thầy cho biết là ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản và vì sao mình phải tổ chức lễ Phật Đản hàng năm ạ? Thưa cô Nam Minh, ngày lễ Phật Đản là ngày chúng ta nhớ đến cái ngày Đức Phật đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là một cái sự bắt đầu để rồi sau này mới có giáo pháp của Phật mà chúng ta có thể học hỏi và tu tập. Thì ngày lễ Phật đản của Phật giáo cũng tương đương với ngày lễ Giáng sinh của Đạo Cơ Đốc, nói lên một cái sự vui mừng của những người Phật tử. Mà bây giờ không phải chỉ với người Việt Nam thôi, chỉ có những người tại Á Châu thôi, mà lễ Phật đản đó gọi là ngày lễ Vesak đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và hàng năm tổ chức rất là trọng thể. Mà chúng ta thấy đó là ơn đức và hành nguyện cao cả của Phật. Cho nên mình làm lễ Phật đản cái ngày, cái ý nghĩa chính đó là nhớ đến cái công ơn của Phật đã thị hiện tại cõi Ta Bà để hóa độ chúng sinh. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, đối với việc dạy dỗ con cái ở nhà, giống như là con cũng có hai đứa con nhỏ, thì mình làm thế nào để mình có thể dạy con cái của mình những cái lòng từ bi, lòng vị tha, cái lòng yêu thương mọi người như là lời Đức Phật dạy ạ? Thưa cô, việc giáo dục con em của mình rất là quan trọng, bởi vì mình biết cái tâm hồn của các cháu như là một tờ giấy trắng mà những bậc cha mẹ, những huynh trưởng gia đình Phật tử có tấm lòng, thì mình biết rằng những điều gì mà mình trao gửi cho các cháu đều trở thành cái hành trang trong cuộc đời cho các cháu cả. Cho nên vì vậy mà trong đời sống hàng ngày, khi nào các cháu lớn lên rồi đó, thì chúng ta tập cho các cháu ăn chay. Và mình giải thích cho các cháu biết là mình ăn chay đó là để thể hiện cái lòng thương của mình, bớt đi cái sự giết hại đối với các loài vật. Và mình cũng biết là trong khi các cháu lớn lên trong một gia đình mà có cái niềm tin, có cái sự thương yêu, hàng ngày là cha mẹ chúng ta gần gũi, chúng ta chăm sóc cho các cháu, thì sau này khi các cháu lớn lên đi ra giữa cuộc đời thì các cháu sẽ thấy đó là những bài học rất là quý báu. Bởi vì cái tình thương đó, đó là một bài học chung cho tất cả mọi người, tất cả tôn giáo, tất cả nền văn hóa, tất cả chủng tộc. Mà mỗi khi chúng ta đã hiểu được cái giá trị của tình thương rồi thì đó chính là một món quà rất lớn mà cha mẹ có thể trao gửi cho con cái của mình. Con cảm ơn thầy. Và câu hỏi tiếp theo thì có một người Phật tử họ hỏi rằng là người thân của họ tại Việt Nam qua đời, nhưng mà cả gia đình đều ở Mỹ hết, thì cũng có về Việt Nam để mà làm đám, nhưng mà những cái người còn lại không có về được thì họ cũng muốn cầu siêu, thì mình phải làm như thế nào ạ? Và cái ý nghĩa của cái việc cầu siêu cho người cha, người đã mất là như thế nào ạ? Dạ thưa cô Nam Minh, trong cái tinh thần của nhà Phật thì có những cái phương pháp tu tập để mà giúp đỡ cho những người còn sống thay đổi được những cái tánh xấu của mình, đạt được những điều an vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì giáo lý nhà Phật cũng dạy những cái phương pháp để mà cầu nguyện cho những cái hương linh hay là cho những cái vong hồn. Tức là mỗi khi mình có một người thân mất đi đó,
thì mình có những cái buổi lễ tụng kinh để cầu nguyện, mình niệm Phật để mà hồi hướng công đức. Điều quan trọng theo tôi nghĩ đó, đó là cái lúc mà mọi người trong gia đình có thể đến với nhau để bày tỏ cái lòng biết ơn hay là cái lòng thân thương đối với người quá cố. Yeah. Ví dụ như một người đó là một cụ già lớn tuổi đó, thì mình biết rằng bao nhiêu năm sống ở trên đời này thì cụ đã để lại cho mình rất là nhiều tình thương, rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp. Đó, cho nên chi mình có một buổi lễ cầu nguyện, tức là mình bày tỏ cái lòng biết ơn. Còn đối với những người bạn của mình hay là những người mình quen biết thôi, trong một cái tình thân đó, thì mình đem một cái năng lực thương yêu, đem một cái năng lực tâm linh, một cái năng lực nhẹ nhàng, an ủi đó, để mình bày tỏ cái tấm lòng của mình. Yeah. Thì cái hình thức của Đạo Phật đó là từ những buổi lễ đó mình nói lên cái lòng biết ơn và cái sự thương mến của mình. Yeah. Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, thường cái việc thờ phượng ở trong chùa đó Thầy, thì con thấy thường là phía sau mình sẽ thờ những cái chư hương linh. Thì tại sao mình phải thờ những cái chư hương linh và cái ý nghĩa của cái việc thờ phượng này ạ? Dạ thưa cô, thì như cô thấy đó, bên trước là mình thờ Phật, còn bên sau là mình thờ linh. Yeah. Nói lên cái tấm lòng biết ơn của mình, và đó cũng là cái nhu cầu của người Phật tử nữa. Bao nhiêu năm nay đó, việc thờ linh ở tại chùa Phổ Từ đã được cải tiến, đã được xây dựng rất là tốt đẹp nhờ có chánh điện rộng rãi. Cho nên đằng sau, hiện tại bây giờ trong danh sách các hương linh thờ tại chùa Phổ Từ đó là trên 400 vị. Thì trong đó có những người quá cố là hàng ông bà tổ tiên. Và thường thường là tôi nhắc nhở quý anh chị Phật tử đó là nói cho con cháu của mình biết là đang thờ ông bà ở tại chùa, để lúc nào đi làm xa về, lúc nào trong những buổi lễ như là Phật Đà, Vu Lan hay là ngày Tết, thì những người con cháu thuộc cái thế hệ trẻ đó đó, họ có thể đến chùa để mà thắp một nén nhang, có một lời cầu nguyện để nhớ đến cái công ơn của các cụ, các bác, thì là tốt đẹp vô cùng. Thì vì vậy mà cái vấn đề mà thờ chư vị hương linh đó, là để giúp cho các thế hệ có một nơi chốn để họ bày tỏ cái lòng biết ơn, và dĩ nhiên để nuôi dưỡng được cái truyền thống tốt đẹp về cái phương diện văn hóa của người Việt Nam mình. Con định xin hỏi thêm Thầy là tại sao mà có những cái gia đình thì con thấy là họ sẽ thờ phượng ở nhà, và có những gia đình thì họ sẽ đem đến chùa giống như là Thầy nói để mà thờ, thì nó có một cái sự khác nhau gì không ạ? Thưa cô, trước hết đó, là tùy cái hoàn cảnh của mỗi gia đình. Như mình thấy là có nhiều gia đình đó, họ có nhà cửa rộng rãi đó, thì họ dùng nguyên một cái phòng lớn để họ thờ, nào là ông cổ, nào là ông nội, nào là con cái. Có nhiều gia đình họ còn có luôn một cái nhà tư điền nữa cô nè. Tức là họ rất là đặt nặng cái vấn đề thờ phượng tổ tiên ông bà, bởi vì họ tin tưởng rằng đó, nhờ cái sự gia hộ, nhờ cái phước đức của ông bà tổ tiên mà con cháu học hành thành tài, làm ăn nên nổi được. Đó, thì tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình để họ có cái bàn thờ như vậy. Có nhiều nhà đó, họ chỉ làm một cái bàn thờ đơn giản thôi, nhưng mà trên bàn thờ đó cũng có cái lư hương, cũng có những cái nơi để họ dâng lên đó một cái dĩa trái cây hay là một bình hoa. Và dĩ nhiên có nhiều gia đình đó, hoặc là họ còn thuê nhà, hay là họ không có cái điều kiện đó đó, thì khi đó họ mới đem những cái hình ảnh của ông bà tổ tiên đến chùa để thờ. Đó, thì nói chung là cái vấn đề thờ phượng ở nhà hay là ở chùa đều có một cái ý nghĩa và mục đích giống nhau, đó là cái lòng biết ơn của mình, đó là một cái truyền thống tốt đẹp đó mà mình muốn gìn giữ lại. Còn thờ như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Dạ thưa Thầy, còn đối với một gia đình và họ muốn lập một bàn thờ Phật ở nhà đó, thì họ phải làm như thế nào ạ? Thưa cô Nam Minh, trong mỗi gia đình có một bàn thờ Phật đó là điều rất là lợi ích. Mà chúng ta gọi là
cái chỗ nương tựa tâm linh, tinh thần cho họ. Cho nên chỉ có thể là gia đình đó, dù chật hẹp cũng được, có thể là ngay những cái phòng khách cũng được, miễn là họ chọn cái chỗ nào cho nó có vẻ sáng sủa, cho nó có vẻ thanh tịnh, thì họ có thể làm một cái bàn thờ. Rồi thì khi mà có bàn thờ đó, thì họ cần có một cái tượng Phật hay là Bồ Tát để thờ. Đó. Thì họ có hai cách. Một là họ có thể đem cái tượng Phật đó đến chùa, rồi thì chúng tôi sẽ tụng kinh 2-3 bữa, đọc tên cầu nguyện cho họ, gọi là chú nguyện, và sau đó thì họ đem về nhà để họ thờ. Hoặc là có những gia đình họ mong muốn rộng rãi hơn đó, thì họ mời một vị thầy hay là một vị sư cô về nhà để làm lễ cầu an, an vị Phật. Thì cái buổi lễ đó cũng rất là tốt, tại vì buổi lễ đó là có nhiều người trong gia đình cùng tụng kinh, cùng ăn chay, cùng bày tỏ cái lòng tôn kính của mình. Thì đó là những cái phương pháp để mà giúp cho những cái người Phật tử đó, họ có một cái nơi chốn để mà họ nương tựa, để mà họ tu tập. Ví dụ như khi trong gia đình có chuyện buồn thì đương nhiên là họ phải lo lắng hay đó, thì họ có thể có một nơi để họ thắp một cái nhang lên, họ có một lời cầu nguyện. Thì nhờ những cái sự thành tâm như vậy đó, nhờ những cái phước đức như vậy đó, thì họ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn trong đời sống của họ. Cho nên chi theo giáo lý nhà Phật đó, thì một cái bàn thờ Phật hay là bàn thờ tổ tiên như là một cái chỗ để mà chúng ta nương tựa cho đời sống tinh thần của mình. Thưa thầy, nhưng mà con cũng thấy có nhiều gia đình đó thì họ đặt những cái tượng Phật cũng rất là lớn, giống như là tượng Bồ Tát, Quan Âm ở ngoài. Thì như vậy nó, những cái bức tượng nó để ở ngoài như vậy thì nó có đủ tôn kính hay không, thưa thầy? Dạ thưa cô, có được đủ sự tôn kính mà chúng ta gọi là lộ thiên. Và cái ý nghĩa đó là trước hết đó là họ muốn làm cho cái khung cảnh của cái gia đình của họ đó thêm cái phần trang nghiêm thanh tịnh. Khi mà mình thấy có một cái vườn hoa, có một cái hòn non bồ và có một cái tượng của Bồ Tát chẳng hạn. Và đương nhiên đó, có nhiều người còn nói rằng thưa thầy, con tôn trí cái tượng của âm như vậy đó là để những người nào đi ngang đường trước mặt nhà con đó thì họ cũng thấy được cái tượng Bồ Tát và họ phát cái lòng từ bi. Cho nên chi cái hình ảnh của chư Phật hay là chư vị Bồ Tát giữa cuộc đời đó là gửi lên một cái ý để cho người ta làm lành đánh dự. Cho nên gia đình nào mà có thể làm được như vậy cũng là điều rất tốt. Thưa thầy, và một câu hỏi tiếp theo con muốn hỏi thầy là hiện nay đó thì con thấy những cái gia đình mà Phật tử đó, thường ngoài cái việc làm lễ tang ở trong chùa thì bây giờ đám cưới thì cũng có những người làm ở trong chùa luôn, thưa thầy. Điều đó như vậy, nó cái ý nghĩa của việc đó như thế nào ạ? Thưa cô, trước hết đó là họ có một niềm tin là khi mà làm đám cưới ở chùa đó thì có cái sự gia hộ của Tam Bảo, có một cái sự hỗ trợ của đạo tràng. Thì ở chùa Phụ Từ đây đó có nhiều cái đám cưới, thưa cô, là đôi khi mình phải làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh nữa, tại vì là hoặc là cô dâu hay là chú rể không hiểu tiếng Việt. Đó, cho nên chỉ mình phải có một cái nghi thức mà tôi soạn ra là cả hai thứ tiếng. Và cái mục đích là mình mong mỏi là khi mà quý anh chị đó họ có cái niềm tin như vậy đó để làm lễ tại chùa đó, thì sẽ có 5 cái điều phát nguyện mà tôi giới thiệu về họ. Ví dụ như trong một trong 5 điều đó đó là vợ chồng lúc nào cũng nên lắng nghe nhau, cũng nên nhường nhịn nhau. Thì đó cũng là một cái phương pháp tu tập để mình biết là sau khi họ làm đám cưới rồi đó, họ còn phải bắt tay nhau để xây dựng một cái mái ấm gia đình nữa. Họ phải có những cái cách cư xử như thế nào để cho họ giữ được cái tình yêu, giữ được cái tình cảm tốt đẹp. Và dĩ nhiên mình mong mỏi là sau này khi mà họ có con cái đó thì họ cũng biết cách để mà dạy cho con cái nữa. Cho nên cái việc mà họ bắt đầu làm đám cưới ở tại chùa, cái lợi ích đó là cái niềm tin của họ được vững vàng hơn. Con cảm ơn thầy ạ. Và hy vọng là con sẽ nhận được thêm nhiều câu hỏi của khán giả và con có dịp để con nhờ thầy giải thích hết những cái câu hỏi này. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn cô Nam Minh.
Kính thưa quý vị vừa nghe thầy Thích Từ Lực trả lời những câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình Hướng Phật trong tuần này. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì xin gửi về địa chỉ email là info@viettoday.tv hoặc gọi điện thoại đến đài ở số 408-295-1111. Nam Minh một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.